Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng lớp 7, cùng nhau giải sách 720 câu trắc nghiệm tiếng Anh, Unit 5, Work and Play, làm việc và chơi. Bây giờ bài đầu tiên là bài từ vựng. Chúng ta cùng làm. Học sinh học cách sử dụng cái gì trong giờ học khoa học? Ở đây, học khoa học máy tính. Ở đây liên quan đến máy tính thì các bạn nhớ. Trên này là computer, thì ở dưới đây sẽ là computer. Rồi. Câu tiếp theo, trong giờ học cái gì? Chúng tôi học những đất nước khác nhau và con người. Vậy là môn địa lý của chúng ta là geography, history là môn lịch sử, math môn toán và physics là môn vật lý. Rồi, recess là giờ giải lao. Giờ giải lao là thời gian tuyệt vời cho học sinh để làm gì? Learn là ăn là học, work là làm việc, eat là ăn và relax là thư giãn. Chúng ta sẽ chọn câu thư giãn. Học sinh chẳng bao giờ có thời gian để chơi toàn bộ trận đấu bởi vì thời cái giờ giải lao quá ngắn. Ở đây ngắn sẽ là short, boring là nhàm chán, energetic là năng tăng động, hữu động, long là dài. Chúng ta chỉ chọn short thôi. Rồi, Mai thì cùng cùng tuổi với Hoa và bạn của cô ấy. Ở đây cùng tuổi phải là một cái danh từ. Rồi, trong giờ học môn điện electronic nè, môn điện thì thằng nhóc này chúng tôi học cách sửa chữa household appliance, đồ gia dụng nhá. Household appliance là đồ gia dụng. Rồi, trẻ em thì đang nhảy dây, sẽ là skipping rope. Rồi, cái gì học sinh mà như thế nào thường chơi basketball và giờ giải lao? Ở đây sẽ là học sinh hiếu động. Hiếu động là câu C. Câu số 9, ăn và nói chuyện với bạn bè là những hoạt động mà phổ biến nhất, là những cái cách thức mà phổ biến nhất của thư giãn ở Silver Way, cách thức. Rồi, câu số 10, bọn họ đang làm một vài thí nghiệm trong giờ học vật lý. Physics là môn vật lý, ở đây chúng ta phải chọn thí nghiệm. Thí nghiệm là câu C, experiment. Rồi, số 12 là mã, điền một giới từ thích hợp vào chỗ trống này. Bây giờ chúng ta coi nhé. Anh ấy học làm, anh ấy học làm gì trong giờ học môn điện? Ở đây sẽ là in. Nam thì giỏi vẽ, good at là giỏi cái gì đó. La là học sinh ở trường Quang Trung. Rồi, anh trai của tôi thì interested in, quan tâm cái gì đó, quan tâm hay thích thú với môn ngữ văn. Bọn Hạ đang nói chuyện về giáo viên mới của bọn họ. Chúng ta sẽ chọn about. Lan có một lá thư từ người bạn qua thư ở Mỹ. Rồi, từ ấy là from. Nam Kha, Nam và Kha thường tham gia những hoạt động khác nhau. Chúng ta có cụm từ tham gia là take part in. Take part in là tham gia. Take part in. Tham gia. Rồi, câu tiếp theo, anh ta luôn luôn có một cái máy nghe nhạc cầm tay và với một cái tai phone nhỏ, với Wix ở đây. Bạn có thường nghe nhạc, là listen to music. Họ thỉnh thoảng đọc hoặc là học cùng lúc, in the same time, at the same time chứ, at the same time. Rồi, ghép tên môn học cột A phù hợp với lời giải thích ở cột B. Rồi, music là môn âm nhạc. Môn âm nhạc đâu? Âm nhạc này, chúng ta coi. Đàn, học cho đàn guitar, đàn piano. Physical education là môn thể dục. Học cách giữ dáng khỏe mạnh này. Môn toán, môn toán sẽ liên quan tới số đồ thị. Rồi, khoa học máy tính thì sẽ liên quan đến máy tính. Máy tính là câu D. Learn how to use a computer. Geography là môn địa lý. Môn địa lý thì nó sẽ là câu map, bản đồ, học bản đồ, học về những đất nước khác nhau. Literature là sẽ học môn ngữ văn, sẽ học về tác giả, về sách, về bài thơ. Rồi, electronic là môn điện. Môn điện sẽ học sửa chữa đồ gia dụng, học nghề đó. Ở đây chọn câu F nè. Môn physics là môn vật lý. Môn vật lý thì các bạn học về mọi thứ, làm việc như thế nào. Môn mỹ thuật là học vẽ tranh. Môn lịch sử là học những sự kiện trên thế giới. Ok, hết rồi đó. Rồi, các bạn nhìn nhé. Rồi, xuống bài dưới. Do you like computer science class? Bạn có thích môn khoa học máy tính hay không? Thì bạn kia, bạn trả lời sao? Ở đây là câu hỏi yes, no. Ở đây có do thì ở trong câu hỏi trả lời phải có do. Chúng ta bỏ câu A, câu B. Bỏ câu D luôn. Chúng ta là yes, I do. Có. Giờ giải lao là thời gian tuyệt vời cho học sinh thư giãn. Thư giãn sẽ là relax.
What are you doing? Bạn đang làm gì đấy? Tôi đang làm, đang cố gắng trả lời câu hỏi toán. Ở đây sẽ là thì hiện là tiếp diễn. Amia, cộng đồng từ thêm anh, cho nên chúng ta chọn câu D. Trong thời gian rảnh của anh ấy thì Nam học cách chơi. Nam learn to play, đằng sau learn sẽ có một cái chú infinity, to play guitar. Rồi, bạn có anh trai chị gái nào không? Đây là câu hỏi, câu nghi vấn nè. Nên các bạn sẽ xài ở đây là any, any dành cho câu hỏi và câu nghi vấn. Còn sun là câu khẳng định, câu lời mời. Những học sinh mà hiếu động thường chơi basketball và giải lao. Basketball các bạn bắt buộc phải xài cái từ play. Ngôi nhà của chúng ta có 4 phòng ngủ và tôi có cái phòng mà nhỏ nhất ở đây, so sánh nhất, nhỏ nhất ở đây chúng ta smallest, small là tiếng thường ngắn thêm ester sẽ là the smallest, câu D. Rồi, anh ta chả bao giờ đi tới quán cà phê và giờ ăn trưa. Tới căn tin á và giờ ăn trưa, đây là never, đây là dấu hiệu của thì gì? Thì hiện tại đơn, chủ ngữ số nhiều động từ giữ nguyên, chủ ngữ số ít động từ thêm ses. Hi là chủ ngữ số ít, ở đây chúng ta go thêm s. Bạn sẽ có nhiều bạn mới sớm thôi. Bây giờ các bạn nhìn ở đây có từ up thì các bạn không thể xài many up, most up được. Most many này, most là dành cho danh từ không đếm được, còn many là dành cho danh từ số nhiều đếm được. Bây giờ chúng ta chỉ còn a lot hay là lot thôi. Nếu mà sợ a lot up thì được này, còn lot thiếu chữ s đằng sau. Làm ơn nói với cô ta tôi sẽ gọi lại sau 6 giờ. Please tell her, please tell her I will call again after 6. Ở số bài dưới, what hoa study in her physics class? Câu này là cho hình thức đúng của động từ trong ngoặc. Bây giờ, hoa làm cái gì trong giờ học vật lý của cô ấy? Và ở đây sẽ là what the hoa study in her physics class. Rồi, one the year là một lần một năm. Lan đi thăm bạn cũ một lần một năm. Ở đây các bạn lưu ý, ở đây là thì gì? Một lần một năm là thì hiện tại đơn, mà Lan là chủ ngữ số ít, cho nên cái từ visit thêm sờ vào. Bạn không nên đi ra ngoài bây giờ trời đang mưa. Bây giờ now là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn, thì ở đây các bạn sẽ chia hiện tại tiếp diễn đó là is raining. Rồi, ở trường Nam và Bảo học về nhiều thứ khác nhau. Ở đây Nam và Bảo là chủ ngữ số nhiều, cho nên chúng ta sẽ giữ nguyên từ learn này. Bố của anh ấy thường chơi tennis, chơi bóng bàn vào buổi tối. Đây là sự thật hiển nhiên, thói quen hàng ngày. Chúng ta sử dụng hiện tại đơn. How his father là chủ ngữ số ít, cho nên chữ play chúng ta thêm sờ vào. Chị gái bạn bây giờ đang uống cái gì? Cô ấy đang uống trà đá và sữa. Vậy là hành động đang xảy ra thì chúng ta, bởi vì có now đó, vậy là what is your sister drinking? Và chúng ta sẽ trả lời là she is drinking. She is drinking. Rồi listen chấm than là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn, diễn tả một hành động đang xảy ra. Chủ ngữ cộng amia cộng động từ thêm ing, mà girl là cô gái là chủ ngữ số nhiều, cho nên chúng ta sẽ a, vậy là a singing. Rồi Mai nghĩ rằng toán là khó khăn. Mai nghĩ này, thêm thêm sờ vào vì chủ ngữ số ít. Trẻ em có môn toán vào ngày thứ hai và thứ bảy phải không? Rồi, câu này là câu gì? Câu hỏi. Câu này là câu hỏi. Câu hỏi mà hiện tại đơn thì sẽ là xài do ở đây và xài have ở đây. Rồi Huy có thể sửa đèn và tủ lạnh ở nhà. Bây giờ đằng sau can là động từ nguyên mẫu, chúng ta xài fix. Nhớ đằng sau can là cộng với động từ nguyên mẫu, có thể làm gì đấy. Rồi, chúng ta sẽ làm bài dưới sau nhé, trong phần 2 nhé. Goodbye.